Giờ tiếp tục mình cho mọi người coi trái bầu của mình nha. Thấy trái bầu của mình không? Nó ôm nhò mà kỳ vậy ta. Sao mà nó ôm nhò mà nó dày sòng sọc. Để mình đo coi nha. 1 2 3 6 tấc à. Đang còn non. Chờ mai gạt cắt. Cuối cùng nó trồng dây bầu ăn được trái à, nó muốn hư dây rồi. Coi xương rồng. Bông đậu rồng. Trái đậu rồng nè. Thấy không? Để giống. Còn ba trái. Còn cái bầu này á, cái bầu giống nè. Nó mới ra trái mình lên để giống trước. Để không kịp thời gian á, nó đến khi lạnh rồi mất công nó hư dây là cái trái chưa có. À mình thấy trên kia có một trái gì vậy? Trái mướp. Phóng nó lớn rồi coi cái trái gì đây. Mướp đúng rồi. Nó nhìn đỏ mắt luôn không thấy. Giờ ra đây đứng đây thấy.